ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ người rằng: sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hôm qua cộng đoàn cùng với con suy niệm hai gương mặt đặc biệt nào trong Kinh Thánh Cựu Ước? Abraham và Môi-se. Cái điều mà con muốn tổng kết lại đó, không biết là tối hôm qua về không biết cộng đoàn có mơ tưởng mơ đến ông Abraham và ông Môi-se không? Có người không? Có người hôm nay con mới thấy. Có người hôm nay con mới thấy, còn hôm qua không thấy. Con cũng đã biết quan sát ở đây. Thế thì các ý chính của ngày hôm qua con xin tổng kết lại. Lòng thương xót của Thiên Chúa thì đối với ông Abraham thì lòng thương xót của Thiên Chúa thì lo thì lớn hơn những lo lắng, sự gian dối và tính không kiên định của Abraham trong việc thực thi sứ mạng của Thiên Chúa trao phó cho ông. Thiên Chúa dường như nhắm mắt làm ngơ trước những lỗi phạm, cách sống hai lòng của ông Abraham để tiếp tục gìn giữ và tin tưởng ông trong sứ mạng mà Chúa đã kêu gọi ông để ông trở thành tổ phụ của dân Chúa, là cha của những người tin. Thiên Chúa dường như muốn che mắt, không muốn nhìn thấy những lỗi phạm đấy để tiếp tục thương xót Abraham. Điều đó có nghĩa là thương xót cái dân tộc Israel mà sau này Abraham trở thành tổ phụ. Đối với Môi-se, kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa vượt qua thời gian và không gian. Trong lúc tưởng rằng không còn niềm hy vọng giải thoát nào cho dân tộc của ông, đúng lúc ông đã lãng quên, đúng lúc cuộc đời của ông đang trở nên bằng phẳng và an bình trong sa mạc Madian, đúng lúc như vậy, đúng lúc ông lại già nua nhất là 80 tuổi đời rồi, thì Chúa lại kêu gọi ông lên đường, bỏ lại tất cả những quan niệm cũ kỹ về Thiên Chúa, bỏ lại tất cả đằng sau những thất bại nặng nề của cuộc đời ông ở tại Ai Cập, để Chúa mời gọi ông lên đường đi giải thoát dân tộc Israel. Thiên Chúa đã hành động trong lịch sử ngang qua cuộc đời của hai ông để bày tỏ lòng thương xót vô hạn của người cho dân Chúa. Và qua hai khuôn mặt đó, con tin chắc rằng mỗi người chúng ta cũng cảm thấy mình ở đâu đó trong khuôn mặt của Abraham. Đôi lúc mình cũng cảm thấy rằng mình ở đâu đó trong khuôn mặt của Môi-se. Và kinh nghiệm cuộc sống thực của chúng ta cũng đã đụng chạm đến Thiên Chúa. Ngày thứ hai hôm nay, con xin giới thiệu với cộng đoàn, nếu đủ thời gian, con xin giới thiệu ba khuôn mặt. Nếu đủ thời gian, nếu không thì con sẽ giới thiệu hai khuôn mặt thôi. Các bà, các cô ở đây là hay đọc Kinh Năm Thánh đúng không? Trong Kinh Năm Thánh thì có ba khuôn mặt nào? Như Giacêu, không phải Giacêu đúng không? Ông đúng không Giacêu hay là ông Matthew đấy? Ông thứ hai là Phêrô, một người phụ nữ nữa là ai? Người phụ nữ của thầy. Đến ngày hôm nay con vừa đọc bài tin mừng, đó là về khuôn mặt của ông Giacêu, hay còn gọi là Matthew. Đức Giêsu gọi Matthew đang lúc nào? Đang lúc Matthew đang ngồi ở cái bàn đổi tiền, ở cái bàn thu thuế. Ông đang loay hoay với công việc của ông, bận tâm riêng với những vấn đề của ông. Cũng giống như Chúa Giêsu gọi ông hai anh em Phêrô và Andre, hay hai anh em Giacôbê và Gioan. Họ đang làm gì? Họ đang loay hoay ở dưới thuyền, đánh cá, gỡ lưới, rồi tất cả những chuyện như thế. Tất
tất cả những con người đó, cụ thể hôm nay ở Matthew đang bận tâm với công việc của mình, với mối bận tâm của riêng mình. Nhưng Chúa Giêsu không quan tâm đến vấn đề đó. Ngài dường như không cần phải chuẩn bị lâu dài. Ngài dường như vậy. Lời mời gọi của Đức Giêsu không viện dẫn bất cứ điều kiện nào cả. Ngài gặp gỡ qua cái nhìn, cái thấy của Ngài, và Ngài đã lên tiếng mời gọi. Lời mời gọi ấy là vô điều kiện, trong đúng cái hoàn cảnh mà đối tượng đang sống. Và liền lúc đó Chúa đặt niềm tin trọn vẹn vào đối tượng Ngài mời gọi. Chúa Giêsu đi ngang qua trại thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trại. Người bảo ông: hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Sau lời mời gọi của Đức Giêsu, Matthew lập tức đứng dậy đi theo người. Chúng ta tự hỏi điều gì làm Matthew đi theo Chúa Giêsu ngay từ lời mời gọi đầu tiên như vậy? Có phải cái nhìn của Chúa Giêsu rất đặc biệt, rất khác mọi người khác, vốn đang nhìn ông như là một kẻ hại dân hại nước, một kẻ bị loại ra bên lề của đời sống tôn giáo? Làm cái nghề thu thuế thời bấy giờ là thế, luôn luôn phải đụng chạm đến tiền của ngoại bang, thu thuế cho dân tộc đang thống trị đất nước mình. Và Matthew ở dưới con mắt của người Do Thái là kẻ bị loại ra bên lề của cuộc sống tôn giáo. Ông luôn luôn bị ô uế bởi vì luôn luôn đụng đến tiền của người ngoại bang, và chẳng bao giờ được vào trong đền thờ và phải thanh tẩy liên tục. Ông lại làm cái nghề mà không ai muốn làm hết á. Chúng ta thử đặt mình vào trong vị trí của người những người Do Thái thì sẽ khinh miệt con người này như thế nào. Nhưng Chúa Giêsu đã có cái nhìn. Khi đi ngang qua trại thu thuế, người nhìn Matthew: hãy theo ta. Và Matthew bỏ tất cả mọi sự ở đó, đứng dậy đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chắc chắn phải có cái nhìn cảm thông thế nào đó để giúp ông đứng dậy đi ra khỏi vị trí của mình. Chắc người phải có cái nhìn nào đó khiến cho Matthew có một quyết định thay đổi hoàn toàn đời sống của mình. Matthew chắc hẳn đã cảm nhận đời ông Trương có người nào từng nhìn ông như vậy. Ánh mắt của những người người ta dành cho ông chỉ là những thứ khinh miệt, ánh mắt của sự loại trừ. Còn Chúa Giêsu khác. Chúa Giêsu đã để lại một ánh nhìn trên con người của ông, khiến ông tin tưởng vào ánh nhìn đó, khiến ông đứng dậy ra khỏi vị trí của mình để lên đường theo Chúa. Cái nhìn của Đức Giêsu chắc chắn đã để lại cho Matthew một cái gì đấy là bình an, một sự tin tưởng, một sự không còn phải mặc cảm về tội lỗi của mình nữa. Cái nhìn đó soi chiếu một luồng sáng hy vọng tràn vào tâm hồn của Matthew, khiến ông như thể hồi sinh. Cuộc đời của ông thôi thì loanh quanh cái bàn đổi tiền thôi, cũng chẳng còn hy vọng gì, vì bị mọi người coi thường khinh chê. Cái nhìn đó chữa lành, cái nhìn của Chúa Giêsu chữa lành, đem lại sự sống mới và niềm vui lạc quan cho ông, hướng về một tương lai mới là đi theo Chúa Giêsu, dẫu biết phía trước vẫn chưa biết là thế nào. Giống như Abraham qua lên đường mà ông cũng chưa biết mình đi về đâu nữa, nhưng mà Chúa đã hứa và ông lên đường. Và Matthew ngày hôm nay cũng vậy. Chúa Giêsu nhìn ông và ông cảm thấy hạnh phúc, bình an, tin tưởng. Ông cảm thấy hồi sinh và ông đứng dậy ra cái khỏi vị trí mà của mình đang làm việc đó, đi theo Chúa Giêsu. Sau lời mời gọi hãy theo tôi, Chúa Giêsu vào dùng bữa tại gia đình Matthew. Có nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng kéo đến ngồi ăn với người. Cảnh tượng lạ lùng này không thoát khỏi cái nhìn đầy soi mói và miệt thị của những người Pharisee. Chuyện Chúa Giêsu, một người được dân chúng coi như là ngôn sứ, lại ngồi chung với những người thu thuế, quân tội lỗi, đó là chuyện khó có thể chấp nhận được. Những người Pharisee đã thực sự thắc mắc với các môn đệ của Chúa Giêsu: sao thầy các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như thế? Người Pharisee không thể chấp nhận điều đó, và vì họ coi những kẻ đó là những kẻ tội lỗi và ô uế, họ không đồng bàn với những con người này. Dứt khoát. Còn Chúa Giêsu ngược lại, Chúa Giêsu đồng bàn với họ. Chúa Giêsu không chỉ là
ăn một mình với Matthew, cả cái đám quân thu thuế nó vào ăn cùng luôn. Và cả những con người khác là những người tội lỗi cũng ùa đến nhà Matthew để cùng ngồi ăn với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thì không người sẵn sàng vào nhà Matthew. Người tuyên bố người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ thế. Chúa Giêsu đã thấy ở nơi Matthew một sự hồi sinh rồi, một sự hồi tâm, một sự trở về. Từ cái lúc mà Matthew bứt ra khỏi cái bàn thu thuế đó, đấy là cuộc đời của ông mà. Nhưng bây giờ ông sang trang mới rồi, sang trang mới của cuộc đời. Ông từ bỏ cái bàn thu thuế đó là ông bước sang một cuộc đời mới. Và Chúa Giêsu nhìn thấy một niềm hy vọng ở nơi ông khi ông sẵn sàng từ bỏ những thứ đó để theo Ngài. Con gợi ra một chút những ý để chúng ta suy nghĩ và sám hối. Mấy ngày hôm nay cái đòi cộng đoàn sám hối hoài. Thôi suy niệm cùng với con, suy niệm lời Chúa cùng với con, để xem rằng Chú muốn gì trên cuộc đời của mình qua những trang tin mừng mà chúng ta lắng nghe. Mỗi ngày bất chợt hay thường xuyên, chúng ta có nhận ra Chúa Giêsu đã đi ngang qua cuộc đời của mình không? Ngài cũng đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, và Ngài để lại một ánh mắt nhân từ trong mỗi người chúng ta. Chúng ta thử nhìn nhận xem chúng ta có đang loay hoay trên chiếc bàn của cuộc sống với nhiều lo toan cám dỗ dự định, để đến độ không nhận ra ánh mắt của Chúa Giêsu đang nhìn bản thân mình hay không? Chúng ta quá lo toan đến độ không còn lắng nghe nổi tiếng Chúa nữa, không còn chạm được đến cái ánh nhìn của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Con không bảo là Chúa Giêsu hiện ra để lại nhìn mình đâu. Có nhiều người mơ thì Chúa Giêsu cũng có, thì con sợ các giấc mơ lắm, sợ các giấc mơ lắm. Nhiều người mơ đến kể như thật đấy rồi thì thôi, thì vì lòng đạo đức thì cũng tốt. Nhưng mà có nhiều người có cái lòng đạo đức thái quá, thậm chí để đến mê tín thì không được. Nhưng mà chúng ta thử nghiệm xem trong đời mình có lúc nào đó tự nhiên Chúa chạm đến đời mình. Ví dụ cả ngàn lần mình nghe một bài tin mừng rồi mà hôm nay cái lời đấy nó mới đánh động mình. Đọc câu đầu tiên là biết cả bài rồi, đúng không? Chúng ta bị cám dỗ như vậy và không còn muốn nghe, không còn muốn nghe tin mừng. Mà nhất là ai bị cám dỗ nhiều nhất? Mấy ông cha, mấy ông cha, mấy ông thầy, mấy bà sao vừa chưa công bố cái người bài này biết vì đọc nhiều quá thôi. Nhưng mà chúng ta không đủ kiên nhẫn để xem Chúa muốn nói gì với chúng ta ngày hôm nay. Ví dụ như vậy. Đấy là những lời mời gọi của Chúa, đấy là ánh mắt của Chúa dành cho mình trong những biến cố của đời sống. Con không bảo là Chúa Giêsu phải hiện ra để lại một ánh mắt xót thương hay là một ánh mắt y tưởng mà Ngài đặt cho mình. Không, Chúa vẫn đụng chạm đến chúng ta hàng ngày với rất nhiều cách khác nhau. Đôi khi là một phản ứng của một người con trong gia đình, thấy cha mẹ làm cái điều này không đúng, nó phản ứng. Đấy là lời nhắc nhở của Chúa đấy. Với lương tâm trong sáng của chúng ta phải sám hối chứ. Đôi khi là một người bạn thân, nó chẳng bao giờ nói gì với mình cả, đột nhiên hôm nay uống 2 chai bia vào rồi, tự nhiên nó tâm sự, nó bảo: tao thấy cái giai đoạn đấy mày sống không được. Mình có kịp lắng nghe lời Chúa qua người anh em của mình hay không? Đấy là những lúc mà ánh nhìn của Chúa Giêsu đặt lên trên mỗi người chúng ta đấy. Con kể về một kinh nghiệm của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta rất thích đoạn tin mừng này. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng: mỗi lần khi tôi đến Rome, tôi luôn ở lại trong khu phố Via della Profa gì đó, con không biết, con chưa đến trong mặt. Từ đó tôi thường xuyên đến thăm nhà thờ Thánh Louis người Pháp, thánh một thánh của nước Pháp. Và tôi đã đến đó để chiêm ngưỡng bức tranh Ơn Kêu Gọi của Matthew.
do họa sĩ Caravaggio vẽ lên, rằng ngón tay của Chúa Giêsu chỉ vào Matthew và Đức Thánh Cha Francisco bảo rằng đó là tôi. Mỗi lần ngài đến Roma hồi ngài còn làm hồng y, còn chưa làm Đức Giáo Hoàng đâu. Đức Thánh Cha bảo rằng đó chính là tôi và tôi là một tội nhân mà Chúa ghé mắt nhìn đến. Cảm nghiệm của Đức Thánh Cha Francisco thì lại qua một bức tranh là đúng cái bức tranh mà diễn tả bài tin mừng này. Còn đối với mỗi người chúng ta hãy tìm, chúng ta hãy lắng nghe, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi cái lúc mà Chúa chạm đến tâm hồn mình, cái lúc mà Chúa gõ cửa nhà mình đó, thì mình kịp mở cửa lập tức. Matthew Levi, trong nghề nghiệp của ông, có lẽ ông là một kẻ điên vì tiền, quanh quẩn suốt ngày với đồng tiền. Ông say mê với những con số, say mê với các mối quan hệ ông có, say mê với chức quyền. Nhưng ánh mắt Chúa Giêsu chạm đến ông được biến đổi. Chúng ta cũng không nên loại trừ cơn cám dỗ tiền bạc và quyền lực trong đời sống của mình, vì nó có rất nhiều hình thức khác nhau. Cuộc đời của Matthew có khi tệ hơn rất nhiều người đang hiện diện ở trong cái nhà nguyện này. Có khi đó. Nhưng Matthew đã được biến đổi, vì Matthew đã kịp nhìn thấy ánh mắt của Chúa Giêsu, hai ánh mắt đến chạm nhau như cái biểu tượng của năm ánh lòng thương xót đấy, ánh mắt của Thiên Chúa và con người chung một cái nhìn, và Matthew đã chung một cái nhìn với Chúa Giêsu và ông được biến đổi. Đấy là kinh nghiệm về lòng thương xót của ông, và ngày hôm đấy ông mừng vui vô cùng. Mọi người tràn vào nhà ông để dự một cái bữa cơm của Chúa Giêsu. Ông được đổi đời, ông được đổi đời. Vậy đấy là điều bài tin mừng đầu tiên, về cái khuôn mặt đầu tiên của con muốn giới thiệu với tôi đó. Con tin chắc rằng là nhiều người ở đây không tệ đến nỗi nhiều khi không tệ như Matthew đâu. Có thể là không tệ như Matthew ở cái chuyện điên cuồng về tiền bạc, nhưng có thể chúng ta đang ở trong cái dạng khác của sự đam mê quyền lực và tiền bạc, những sự xa hoa của thế gian, mà chính Chúa Giêsu cũng phải đối diện với tất cả những vấn đề đó. Và ngài chết nhờ tin tưởng vào lời của Cha, lời của Chúa Cha. Đấy là cái khuôn mặt đầu tiên mong muốn cộng đoàn cùng với con xin nghiệm.